Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam gửi thông báo tới toàn thể phụ huynh cập nhật tình trạng số dư của tài khoản nhận tiền đóng góp duy trì hoạt động trường. Theo thông báo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, ngay sau khi số tài khoản được công bố vào 14 giờ ngày 1 tháng 4, rất nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đóng góp bằng hình thức chuyển khoản. Thông báo của Trường Quốc tế AISVN ghi số dư tài khoản vừa được cập nhật vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 4 là 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tài khoản vừa được thiết lập nên chưa thể thực hiện được việc chuyển khoản trong cùng ngày. Bên cạnh đó, trường cần thêm một ngày để giải quyết vấn đề chi lương cho giáo viên. Vì vậy, các em học sinh sẽ chưa thể đi học vào ngày 2 tháng 4. Theo nhà trường, dự kiến ngày quay trở lại trường dành cho toàn thể học sinh là thứ Tư, ngày 3 tháng 4. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của Trường Quốc tế AISVN và thông báo số tài khoản tiếp nhận gửi đến phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng thông tin đồng chủ tài khoản để tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh và quy trình xét duyệt tài khoản này gồm ông Trần Khắc Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tài khoản thứ nhất, phê duyệt thẩm tra các nội dung chi cuối cùng. Ông Hồ Quang Trung, chủ tài khoản thứ hai, phê duyệt thẩm tra các nội dung chi lần đầu. Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh là bà Trần Phương Anh, giám sát các nội dung chi lần đầu khi kế toán Trường Quốc tế AISVN trình. Về quy trình kiểm soát các khoản chi, tất cả các khoản đóng góp của phụ huynh sẽ được tổ công tác liên ngành tổng hợp, quản lý và công khai minh bạch. Số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích, có sự giám sát của đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Quốc tế AISVN. Bước 1. Kế toán trưởng của trường căn cứ kế hoạch chi tiết các khoản mục chi tiêu đã được phê duyệt sẽ tạo lệnh chuyển tiền trình cho ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát, có ý kiến thống nhất. Bước 2. Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ hai đại diện nhà trường thống nhất phê duyệt lần đầu. Bước 3. Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ nhất, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để hoàn tất lệnh chuyển tiền. Dựa trên cơ sở rà soát theo số liệu báo cáo của Trường Quốc tế Mỹ AISVN, mức đóng góp của phụ huynh hỗ trợ duy trì hoạt động của Trường Quốc tế AISVN đến cuối năm học 2023-2024 như sau. Mẫu giáo 28,5 triệu đồng, tiểu học 43,5 triệu đồng, khối lớp từ lớp 6 đến lớp 8 20,5 đến 61,5 triệu đồng. Khối lớp từ lớp 9 đến lớp 12 từ 25,5 đến 76,5 triệu đồng. Sau khi tất toán các khoản thu chi trong năm học 2023-2024, tổ liên ngành sẽ yêu cầu Trường Quốc tế Mỹ AISVN thuê công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán công khai số liệu quyết toán theo quy định.